Ban dân tộc tỉnh phối hợp với trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu, xã Gia Chim, thành phố Con Tum tổ chức hội thi tìm hiểu về chính sách pháp luật vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Hội thi tìm hiểu về chính sách pháp luật vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ với mục đích tuyên truyền phổ biến sâu rộng chính sách và quy định của pháp luật có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Năm đội thi gồm 35 thí sinh đại diện cho hơn 300 học sinh trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu đã trình bày những tiết mục thi đặc sắc ấn tượng dưới hình thức sân khấu hóa như thuyết trình, giới thiệu, thơ ca, hò vè, hỏi đáp, tiểu phẩm truyền tải các nội dung về chính sách dân tộc và pháp luật vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua hội thi, các em học sinh được tiếp cận với nhiều kiến thức pháp luật liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi như các chương trình chính sách dân tộc, các quy định về hôn nhân gia đình, từ đó truyền tải rộng rãi đến với người thân xung quanh, góp phần vào công cuộc xây dựng thôn làng văn hóa tại khu dân cư.